Xin kính chào quý bà con nhà nông. Ngày hôm nay, đơn vị kỹ sư Huy xin giới thiệu tới quý bà con một phân bón vi lượng mới, đó chính là Combi Hoa Kỳ. Combi Hoa Kỳ này mang 100% organic đến từ tự nhiên. Phân bón vi lượng Combi Hoa Kỳ mang nhiều thành phần chính là bo, kẽm, sắt, mangan, chứa nhiều hoạt chất dinh dưỡng tốt cho cây trồng. Phân bón vi lượng Combi Hoa Kỳ giúp phòng ngừa nhiều triệu chứng như vàng lá, xoắn lá, rụng trái, rụng hoa do thiếu vi lượng. Amino Hoa Kỳ còn cung cấp hàm lượng hữu cơ axit tự nhiên giúp cây phát triển toàn diện trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đem lại chất lượng năng suất tốt cho cây trồng, đồng thời đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Với cách sử dụng thì vô cùng đơn giản, với gói 25g bà con pha được 1 phi 200 lít nước. Và nhớ cứ định kỳ từ 7 tới 10 ngày chúng ta phun lại một lần nữa để cho cây phát triển một cách mạnh mẽ nhất nhé. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại ở dưới phần comment, sẽ có đội ngũ kỹ sư Huy hỗ trợ tư vấn cho chúng ta nhé. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nhé.